Lần đầu tiên anh ta chỉ có bao nhiêu ta? 60.000. 60.000 thôi. Nhưng bây giờ Khoa đã invest hơn 10 triệu coi. À, thật sự là cái này là mình không muốn chia sẻ mà anh Johnny bảo là gặp mình là phải hỏi. Bí quyết, bí quyết. Khoa đã có hơn 10 triệu đã mà coi. Động lực nào làm Khoa invest dữ vậy? Đầu tư dữ vậy? Thì tại vì em còn trẻ mà, đúng không? Dạ. Có hai thế hệ người già thì thích đầu tư vô đất đai này nọ rồi ăn chắc mặt bền. Anh em là giới trẻ mà em là lần giao dịch lập trình viên nữa. Nên đối với tiền ảo đối với em là nó rất là gì đó, rất là easy, rất dễ dàng nên em có niềm tin. Niềm tin lớn nhất là với anh Johnny Đen. Tại nhà của ổng thấy nhà rồi, tới nhà ổng rồi, thấy xe, thấy cộ, thấy tiệm của ổng rồi, đúng không? Đâu thể nào 1, 2 ổng bứng ổng chạy được. Đó. Có lý, rất là cảm ơn. Mình cũng rất là ngạc nhiên bởi vì khi Khoa đầu tư một số tiền rất là lớn về Diamond Boy Coin, hơn cả 10 triệu coin. À, nếu mà đồng coin lên 1 đồng anh em mình có lý lắm hả? 10 triệu đô la tương đương với lại 230 tỷ. Trời ơi, lúc đó là mình chỉ xóa kênh YouTube luôn chứ không làm gì nữa. Gọi là khi mà kiếm không ra luôn hả? Kiếm qua không ra luôn. Khi mà Diamond Boy Coin to the moon là thôi rồi luôn. Kiếm không ra không bóp nữa, bạn sợ kênh YouTube.